Có lẽ ngày hôm nay mà mình chưa quen với cái thứ việc đấy là không được hút thuốc trong lúc đánh kèo. Nên là đánh cảm giác đang không 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 được thực sự chuẩn chuẩn chỉ cho lắm. Bên bạn đánh hay phải nói thêm bên bạn đánh cũng hay. Nhưng mà cảm giác thua hai chung kết đáng thật. Yes. 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 Thôi lại phải cố gắng mà đi bật vậy. Chứ còn mà để thua 3-0 về C thì thua. Chẳng may có thua C này thì cũng rất khó mà có thể. Chắc chắn là không bật được rồi. Cố gắng thôi, không còn cách nào khác. Đánh 2 C-3-2 nhói. Bài đấu đồ lùa về cũng đang là khá tốt. Cảm giác ngày hôm nay đánh ép đời là rất tốt rồi. Vì không có một bài, chưa có một trận nào kích sang đầu 11. Kích đời rồi. Trận này không đánh nhiều dần nữa. Cố gắng mà bật C này, có động lực còn đánh C4. Bài này cũng chỉ tròn đồ thôi, bãi quả đầu là sâu. Bài này cũng không đánh nhiều dần được.
26 dân. 25 không cộng được dân, 10 tròn. 10 tròn bài đấu này, lực là rất yếu. Bài tôi đảm bảo lực yếu luôn. Rồi, nâng lại chặt gỗ. Đinh Xuân Canh chưa lên đời. Ba trận này chắc 4A. 4A vì bài lực yếu mà. Sao lại một nhà anh ơi, một nhà như chịu đời rồi. Rồi cùng giờ đầu tiên được đẩy đi. Đánh 5A lên muộn hơn, họ đánh 5A, mình thì bài lực yếu. Vì vậy cũng không thể có cái lợi thế lên đời, không thể tận dụng được. Chắc chắn là như vậy rồi. Họ lên muộn, họ 5A nó khỏe hơn, mình thì có 4A. Đằng tụ cùng R để xô lên một tôi. Khe nè có thể biết được cái quần với bạn. Đi khe này thì rất sợ bị bắt quần mà rất may. Thực ra những cái tơn đấu rồi tôi rất sợ. Cái khe, những cái khe mà rất dễ bị bắt. Bách tăng 5A rồi. Bình về thế.
để ý từ đầu đến giờ thì nãy giờ thì Hoàng Huy luôn luôn đánh với thế công, còn ông Đinh Xuân Canh thì chuyên gia đánh thủ rồi là lên muộn. Mình thì công thực sự mà nói chưa có hiệu quả lắm. Cái bài đấu này của mình bạn là rất đẹp. Có lẽ vẫn sổ tuần tàu đúng bố bà là đúng nghĩa, không lấy tăng A vẫn chỉ có 5 A. Gọi cái thế là cái thế đang là tiến thoái lưỡng nan, đánh thủ thì cũng không được, đánh thủ thì bạn đẹp hơn mà đánh công thì vẫn chưa công được. Đúng là đang tiến thoái lưỡng nan đây. Tham lai là 80, vẫn là một cái tham lai ổn tính đến thời điểm hiện tại. Rồi 6 a rồi. Đinh Xuân Canh có đi lỗi từ này không? Đấu quần hai mặt trận. Tuần này thì lượng quần của bạn đông hơn một chút. Mà tuần này thì mình lợi thế, tuần đấu ở dưới mình đang có lợi thế. Rất nhiều A, 8 BA thì hiện đại. Sóc thì vẫn thấy rất vừa lực này. Có lẽ đã đến thời điểm, gần đến thời điểm làm một tơn to rồi. Rồi, bắt tân quân này vào dồn đi. Đấu luôn. Tham lại là 80 trên 100. Rồi mình đồng vườn hoàn toàn. Vẩy e tốt. Cố lên nào. Chết. Tuần này tuần đau rồi nhưng Đinh Xuân Canh chết cực kỳ nhiều cũng đâu. Dồn toa dồn toa. Tầm này thì dồn toa. Tầm này họ cũng chả có tay họ bóc mình đâu. Dồn toa lên. Quân đông hơn rồi. Một tơn then chốt trong trận đấu này. Tính là cái pha bắt quân rồi. Lại còn kẹt thế này nữa. Không sao, không sao, không sao. Có 4 con thôi. Sóc quần là rất vừa lực. 8 nhà BA đều. À bên bạn A trên dốc. Mình cũng đứng, mình cũng gọi là thế trên dốc đây. Có nêu trồ được không anh ơi? Tầm này bị O3 là chết. Tầm này chắc chắn bị O3 là chết. Số lượng quân còn lại là không đủ để có thể đỡ đâu. Bạn từ những nhà siêu đều. Rồi, ốp. Khả năng canh chết. Cái phụ nữ của móc kia khó chịu nhé. Đứng ngũ bà có lẽ đủ rồi. Chả phải cắt vào trong rồi họ tự quýt.
đốt A dần không? Có lẽ cứ đứng đốt A dần, đốt được 8 nhà thì bên kia siêu thôn. Rồi bà bắn bãi gỗ anh kìa. Rồi dồn toa. Canh khả năng đóng A trong, đóng sóc ở trong. Có lẽ đốt A vào dần thôi. Đốt được 8 cái A này cùng với xí bắn thì cũng nhanh, cũng không xoắn. Yes. Cảnh vẫn đang chưa chịu quit và quit rồi. Đi thua. Rồi có những thời điểm tham mình thường cảnh còn đè cơ. Bắt được tân quân hay quá. Dồn toa đến ốp chết luôn. Tỷ số là 1-0. Vẫn theo cầu này. Sợ thật.